quê hương là con diều biết, tuổi thơ con thả trên đồng. Thưa quý vị, khi những cơn gió tháng ba vi vu thổi qua những cánh đồng trơ trơ gốc rạ, người ta lại nhớ đến mùa thả diều. Cùng với sự biến chuyển của cuộc sống, thả diều là trò chơi dân gian hiếm hoi còn tồn tại trong thời đại của những chiếc điện thoại thông minh để nhắc nhở mọi người về tuổi thơ tươi đẹp. Những ngày gần đây trên địa bàn thành phố Long Xuyên bắt đầu xuất hiện những cánh diều đầu tiên báo hiệu mùa thả diều đã đến. Trên các bãi đất trống ở khắp nơi, những chiếc diều với đủ loại hình dáng màu sắc sặc sỡ đang quà cùng với gió bay phấp phới trên tầng cao. Không chỉ có trẻ con mới mê trò này, những người lớn cũng tranh thủ đến đây nhằm tìm lại tuổi thơ của mình trên những cánh diều. Thời điểm này, cứ vào mỗi buổi chiều, tại khu đất trống xung quanh khu đô thị Golden City, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp rất đông người dân, từ người lớn đến trẻ nhỏ, đang say sưa theo dõi những chiếc diều với đủ kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Nơi đây đã trở thành địa điểm thu hút đông đảo người dân thành phố Long Xuyên. Bãi thả diều tại đây thường đông đúc nhất là vào những ngày cuối tuần, thời gian lý tưởng để thả diều vào độ 16 giờ đến 18 giờ. Nó là một sân chơi của cộng đồng, giúp cho chúng ta gắn kết lại với nhau và làm cho mình thoải mái và xả stress sau những ngày dài làm việc mệt mỏi. Với người lớn, đây là nơi để họ tìm lại tuổi thơ của chính mình. Còn với các em nhỏ, đây là chốn vui chơi hiếm hoi giữa lòng phố thị, giúp các em được vui chơi lành mạnh, tránh xa thiết bị điện tử. Con thấy rất thú vị được cầm con diều của mình và được thả lên không trung và nó bay lượn rất là vui và nó rất là cao. Con mong muốn là mỗi buổi chiều con và ba mẹ sẽ được đi thả diều để có thể cho con chơi những thứ trò chơi mà ba mẹ đã từng chơi hồi trước. Ngày xưa, để làm ra được một con diều là cả một kỳ công. Khung diều làm từ những nhành tre, nhành trúc đã được chuốt cho thật mỏng, sau đó dán giấy báo hoặc giấy tập cũ, rồi tô màu, vẽ cong, vẽ phượng. Còn những cánh diều ngày nay được thiết kế đẹp mắt, màu sắc vui tươi hơn và mô phỏng đủ thứ hình dáng, nhân vật, loài vật đang bay lượn trên bầu trời. Diều hiện tại thì làm bằng chất liệu bằng ni lông thì nó sẽ chắc hơn và nó bền hơn. Nói chung cũng cái khung thì cũng làm từ tre nhưng mà nó có nhiều kiểu dáng đa dạng hơn và đặc sắc hơn hồi xưa rất nhiều. Người ta chẳng bao giờ lớn nếu không có một tuổi thơ. Và những cánh diều tuổi thơ không biết xuất hiện từ khi nào, bắt nguồn từ nơi đâu. Nhưng đã từ lâu đời, nó đã trở thành một món ăn tinh thần nuôi dưỡng biết bao tâm hồn trẻ thơ. Thiết nghĩ, việc giữ gìn những trò chơi dân gian lành mạnh như thế này là điều hết sức cần thiết. Bởi thả diều là hình thức giải trí mang tính giáo dục cao, gieo vào lòng trẻ những hạt giống tâm hồn, những khát vọng tươi sáng. Tin chắc rằng cánh diều sẽ góp phần tạo nên ký ức tuổi thơ đẹp đẽ cũng như gắn kết chặt chẽ những thành viên trong gia đình để từ đó hình thành nên những ước mơ trong cuộc sống.